Minh Thảo xin chào quý vị khán giả đang đến với một kỹ năng cuộc sống. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chắc là quý vị cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mà khuôn mặt của Phương Thảo thì không được chỉnh chu như thường ngày. Nhưng tất nhiên thì điều gì cũng có lý do. Quý vị cũng có thể thấy là thời gian gần đây thì những mỹ nhân Việt của chúng ta đang xuất hiện với một diện mạo rất là khác, nhất là trong một khuôn mặt thanh thoát với một chiếc cằm thon gọn. Và đó có thể là kết quả của thẩm mỹ độn cằm, gọt cằm, cũng có thể là sản phẩm của Photoshop và đặc biệt là nhờ vào những mẹo trang điểm. Chỉ cần biết cách trang điểm thì chúng ta hoàn toàn có thể khiến cho khuôn mặt của mình trở nên thon gọn và làm cho cả gương mặt trở nên thanh thoát hơn. Và một kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia trang điểm Minh Hoàng để có thể cùng nhau thực hiện điều đó nhé. Xin được chào anh Hoàng ạ. Minh Hoàng rất vui khi được tham gia chương trình Môi Sống Mỗi Ngày, gặp MC Phương Thảo cũng như là quý vị khán giả để cùng chia sẻ những cái bí quyết trang điểm làm sao chúng ta có một gương mặt thanh thoát hơn với chiếc cằm thon nhọn. Để có một gương mặt thanh thoát hơn, trong trang điểm thì nó chia ra rất nhiều các dạng khuôn mặt khác nhau. Với mỗi dạng khuôn mặt khác nhau thì chúng ta sẽ có một cách khác nhau để làm cho khuôn mặt thon gọn. Gương mặt của Phương Thảo đó là khuôn mặt trái xoan, thì Hoàng sẽ chỉ cho Phương Thảo cũng như là chia sẻ với quý vị khán giả những cái bí quyết làm sao cho có một khuôn mặt thật là thon gọn và có một chiếc cằm nhọn xinh xinh. Điều đầu tiên Minh Hoàng sẽ sử dụng kem lót. Kem lót này sẽ tạo ra một lớp màng bảo vệ cho da, tránh khỏi tác động môi trường. Bước tiếp theo Minh Hoàng sử dụng một sản phẩm gọi là BB Cream để tạo một lớp nền chắc hơn cho khuôn mặt. Lớp nền rất là quan trọng khi mà mình trang điểm, là mình sẽ tạo khối ngay từ bước làm nền. Và một bước rất quan trọng để có khuôn mặt thon gọn đó là phần đánh khối, highlight, để tạo cho khuôn mặt có những cái vùng sáng tối khác nhau, làm cho khuôn mặt trông thon gọn hơn. Tiếp đến là Minh Hoàng sẽ sử dụng phấn phủ. Và trong cái thao tác phấn phủ này cũng có một cái để tạo nên khối mặt. Đó là những cái vùng đánh chữ T hay những cái vùng Minh Hoàng vừa đánh highlight thì Minh Hoàng sẽ sử dụng một màu phấn sáng để phủ lên. Còn lại Minh Hoàng sẽ sử dụng màu phấn tối hơn trùng với màu da. Thì cái sự tương phản của màu sắc đó nó sẽ làm cho khuôn mặt trông thon gọn hơn nhiều. Sau khi hoàn thành bước làm nền cho Phương Thảo thì bây giờ Minh Hoàng sẽ chỉ cho quý vị một bí quyết cũng rất là hay để có thể tôn lên những chiếc cằm đẹp, chiếc mũi xinh trên khuôn mặt của quý vị. Minh Hoàng sẽ sử dụng một sản phẩm tạo sáng có bột ngọc trai, đánh lên những cái vùng mình cần nhấn mạnh. Khi mà Minh Hoàng sử dụng cái sản phẩm này đánh trên da thì trông cái da sẽ tự nhiên hơn. Để giúp cho khuôn mặt thon gọn hơn khi trang điểm thì không chỉ từ bước nền mà còn rất nhiều yếu tố liên quan đến nhau. Đối với những khuôn mặt vuông, tròn, mình muốn tạo cho khuôn mặt thon gọn hơn thì chúng ta sẽ vẽ chân mày theo hướng đi lên cao hơn, thì sẽ giúp cho khuôn mặt được cảm giác như kéo dài ra và thon gọn hơn. Trang điểm để tạo cho khuôn mặt thon gọn hơn thì ngoài lớp nền cũng như tạo dáng chân mày thì phần đánh má hồng cũng rất quan trọng. Đầu tiên Minh Hoàng sẽ sử dụng một màu tối hơn đánh dưới phần hốc má gần mang tai để tạo ra cảm giác cho khuôn mặt trông thon gọn hơn. Sau đó thì mình sử dụng màu má hồng bình thường để đánh cho. Đúng rồi. Khi mà sử dụng màu má hồng thì chúng ta cũng vẫn đánh theo cách là từ xương gò má chúng ta đánh xéo lên mang tai. Sau khi kết thúc phần trang điểm nền thì Minh Hoàng sẽ sử dụng phấn không màu. Hoàng sẽ phủ lên toàn bộ khuôn mặt để giúp tản ánh sáng, giúp cho lớp nền được bám lâu hơn và thấm hút mồ hôi. Bây giờ chỉ còn đến phần cuối cùng là tạo màu môi cho Phương Thảo nữa thôi.
Nhưng chắc chắn là lúc này đây thì khuôn mặt của Phương Thảo đã có rất là nhiều điểm khác so với đầu chương trình. Và chắc chắn là khi mà chúng ta xuất hiện với một diện mạo mới khác biệt hơn so với thường ngày, nhờ chiếc cằm thon gọn hơn, sẽ khiến cho những người bạn, những người thân của mình cảm thấy ngạc nhiên. Và còn rất là nhiều cách khác để chúng ta có thể biến hóa trong những phong cách khác nhau qua việc trang điểm. Chúc quý vị sẽ luôn luôn có thể rạng rỡ khi xuất hiện trước mặt mọi người nhé. Cảm ơn anh Minh Hoàng rất nhiều vì ngày hôm nay đã đến với một kỹ năng cuộc sống ạ. Cảm ơn Phương Thảo và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Minh Hoàng cũng rất là vui khi được đến đây chia sẻ những cái bí quyết với mọi người. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.